Chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục phần lập trình hướng đối tượng. Thì ở bài tập tiếp theo này chúng ta sẽ có các màn hình giải phương trình như sau. Đầu tiên là màn hình giải phương trình bậc nhất và chúng ta sẽ có màn hình giải phương trình bậc 2 tiếp theo. Thì ở những cái bài tập trước đây chúng ta đã được làm quen với những cái thuật toán để giải phương trình. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng là lớp đối tượng để giải quyết vấn đề. Như vậy thì để làm được bài này ở dạng lập trình hướng đối tượng thì chúng ta sẽ đi qua phần phân tích yêu cầu của đề bài. Đầu tiên là phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập các hệ số của các cái dạng phương trình. Sau đó chúng ta đi xử lý. Thì không phải như chúng ta xử lý như trước đây là theo những cái hàm thông thường, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là xây dựng các cái lớp như là phương trình bậc nhất và phương trình bậc 2. Trong những cái lớp này chúng ta sẽ tạo nên những cái thông tin lưu trữ cũng như là tự bản thân cái lớp đối tượng có khả năng giải quyết vấn đề là giải phương trình để tìm nghiệm. Thì sau đó chúng ta xuất cái nghiệm của phương trình nhờ vào cái xử lý của lớp ra màn hình. Thì đó là những cái thông tin cần thiết mà chúng ta cần nắm. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tạo lớp phương trình bậc nhất. Thì cấu trúc của lớp này thì chúng ta sẽ có các cái biến thành viên lưu những cái thông tin nội bộ bên trong một cái lớp. Sau đó ta có các thuộc tính, các hàm khởi tạo và các cái phương thức tính toán. Tương tự như vậy, ở lớp phương trình bậc 2 thì chúng ta cũng có cái cấu trúc tương tự. Để giúp các bạn giải bài tập được nhanh thì chúng ta sẽ đi qua cái phần bài giải. Đầu tiên trong phần xây dựng lớp thì các bạn thấy chúng ta có cái lớp là phương trình bậc nhất. Đây đây là các cái thành phần. Thì các bạn tạo ra các cái region tương ứng. Thì trước tiên trong phần biến thành viên của phương trình bậc nhất thì chúng ta có hai thông tin, đó là m hệ số a và m hệ số b. Từ hai thông tin này chúng ta xây dựng tiếp các cái thuộc tính. Thì các bạn thấy ta có là hệ số a tương ứng với biến thành viên là m hệ số a. Thì ta có cái việc là trả về cũng như là gán giá trị cho cái biến thành viên. Thì ta gọi là thuộc tính. Như vậy là ta có hai thuộc tính, hệ số a và hệ số b. Sau đó ta đi khởi tạo. Để khởi tạo được phương trình bậc nhất thì chúng ta sẽ truyền vào hai hệ số là a và b. Sau đó ta gán cho các biến thành viên tương ứng với những cái thông tin được truyền vào. Sau khi có được phương trình rồi, có được các thông tin lưu trữ rồi, ta bắt đầu đi xây dựng cái phương thức tính nghiệm của phương trình. Phương thức này chúng ta sẽ trả ra cái kết quả chính là cái chuỗi nghiệm. Thì trước đây chúng ta xây dựng bằng cái hàm, thì bây giờ chúng ta cũng đưa cái thông tin đó vào đây, nhưng mà chúng ta sẽ vận dụng những cái giá trị từ trong biến thành viên để chúng ta xử lý. Thì ở đây các bạn biện luận theo những cái trường hợp của m hệ số a và m hệ số b để ta suy ra được các cái nghiệm tương ứng. Thì khác với trước đây là chúng ta có hệ số cụ thể, thì bây giờ các bạn lấy thông tin từ biến thành viên. Như vậy là ta có được cái kết quả và trả về cho cái phương thức nghiệm của phương trình bậc 2. Xin lỗi, đây chúng ta có là phương trình bậc nhất. Thì tương tự phương trình bậc 2 cũng vậy. Thì chúng ta cũng có các biến thành viên. Thì đây chúng ta có 3 hệ số A, B và C. Từ 3 hệ số đó chúng ta có 3 cái thuộc tính để giao tiếp với bên ngoài cho cái 3 cái biến thành viên này. Sau đó ta khởi tạo thì cũng tương tự như phương trình bậc nhất. Thì chúng ta truyền vào 3 cái thông tin của hệ số A, B và C. Và đây
là phương thức tính nghiệm của phương trình bậc 2. Thì các bạn lưu ý, khi chúng ta giải phương trình bậc 2, chúng ta có xét trường hợp là hệ số A bằng 0, thì khi đó ta sẽ đi giải phương trình bậc nhất. Thì các bạn khai báo một cái biến phương trình bậc nhất và ta khởi tạo một cái phương trình bậc nhất và ta truyền vào hai thông tin hệ số B và hệ số C, thì khi đó hai cái thông tin này sẽ trở thành hệ số A và B trong phương trình bậc nhất. Và ta yêu cầu phương trình bậc nhất này giải nghiệm và gán ra cho kết quả. Như vậy thì ta đã thấy được cái tính tái sử dụng của một cái lớp mà ta đã xây dựng sẵn. Thì trong cái phương trình bậc 2 nó gọi đến cái phương trình bậc nhất. Chúng ta khởi tạo và giải nghiệm, chứ chúng ta không đi giải lại. Trường hợp hệ số A, M hệ số A khác 0, thì ta tính delta và ta lý luận và giải các cái trường hợp nghiệm của phương trình. Sau đó ta trả về giá trị cho hàm. Thì đó là cái phương thức tính nghiệm của phương trình bậc 2. Sau khi đã xây dựng xong các cái lớp rồi, thì chúng ta sẽ đi sử dụng nó như thế nào? Thì các bạn quan sát trước tiên là ở màn hình phương trình bậc nhất, ta có nút giải. Thì đầu tiên các bạn khai báo các cái biến, sau đó ta gán giá trị cho biến. Sau khi có giá trị rồi thì các bạn tạo ra một cái biến đối tượng, đó là phương trình bậc nhất. Và ta khởi tạo từ phương thức new của lớp phương trình bậc nhất. Khi đó ta truyền hai giá trị A và B vào. Sau khi khởi tạo xong thì các bạn mới yêu cầu cái đối tượng phương trình bậc nhất này giải nghiệm. Thì các bạn ta thấy là khi ta gõ chấm tên của lớp chấm thì nó sẽ hiện ra các cái thuộc tính cũng như là các phương thức mà trong cái lớp chúng ta đã xây dựng. Thì đó là cái cách sử dụng của lớp phương trình bậc nhất. Tương tự như vậy, ta có phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 thì trong nút giải thì chúng ta cũng làm tương tự như phương trình bậc nhất thôi. Thì ta có 3 hệ số A, B và C. Các bạn khởi tạo ba cái giá trị này, chúng ta truyền vào cho cái hàm new của phương trình bậc 2. Đây là cái biến đối tượng. Thì ta vừa khai báo vừa khởi tạo. Sau đó ta yêu cầu phương trình bậc 2 này giải nghiệm. Thì khi ta thực hiện giải phương trình thì ta có, đây là trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt. Tương tự khi các bạn chạy phương trình bậc nhất, thì ta cũng giải nghiệm. Như vậy là ở bài này ta sẽ chuyển từ cái cách giải phương trình thông thường sang cái dạng đối tượng, lớp đối tượng. Thì nhờ lớp đối tượng mà ta có thể lưu trữ thông tin của một cái phương trình, từ đó mới yêu cầu bản thân của phương trình đó tự giải nghiệm của nó. Như vậy thì hỗ trợ cho chúng ta trong những cái trường hợp mà ví dụ như ở đây ta chỉ có một phương trình bậc nhất, nhưng mà sau này chúng ta có thể mở rộng hơn là giải cùng lúc nhiều phương trình, thì ta sẽ quản lý được cái thông tin của từng cái phương trình một, và chúng ta có thể yêu cầu tự bản thân của mỗi phương trình có thể tự giải nghiệm được. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.